Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 1997, chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm dùng cho ngành nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. Trụ sở chính tại số 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa, nhà máy tọa lạc tại Lô B 5, khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa và hai chi nhánh thành phố Đà Nẵng và tỉnh Long An. Trải qua 16 năm hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm phục vụ cho nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh luôn đồng hành cùng người nuôi trồng và luôn hướng đến mục tiêu sinh lợi lâu bền. Để đáp lại sự ủng hộ của người tiêu dùng, công ty đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi những sản phẩm mang đến lợi ích tối ưu và thiết thực nhất cho bà con chăn nuôi trồng trọt. Vì vậy, ngoài việc cải tiến chất lượng các sản phẩm sẵn có, công ty còn cho ra đời sản phẩm thân thiện với môi trường, đó là sản phẩm Chitin Chitosan. Năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh đã mạnh dạn ký hợp đồng nhận chuyển giao công nghệ sản xuất Chitosan của trường Đại học Nha Trang. Tháng 7 năm 2013, dây chuyền sản phẩm Chitosan từ nguyên liệu vỏ tôm ra đời với công suất thiết kế là 1 tấn nguyên liệu trong một ngày, dưới sự giám sát và tư vấn thiết kế của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ trường Đại học Nha Trang và Hà Lan trong chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu GCF của chính phủ Đan Mạch. Để hoàn thiện sản phẩm, công ty đã tiếp tục nhận chuyển giao công nghệ của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang về phương pháp sử dụng Ionic Liquid để cắt mạch Chitosan ứng dụng vào phân bón lá nhằm tăng hiệu quả của Chitosan. Trải qua quá trình học hỏi và nghiên cứu không ngừng, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh đã từng bước hoàn thiện sản phẩm với các tiêu chí được đề ra xuyên suốt, chất lượng cao nhất với giá thành tốt nhất, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn với người sử dụng. Các kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy Chitin Chitosan được sử dụng để tăng cường sự hoạt động của các vi sinh vật có lợi trong đất, giảm stress cho cây, kích thích sinh trưởng và tăng năng suất thu hoạch. Đặc biệt, Chitosan đóng vai trò là chất kích thích hệ miễn dịch của cây, bọc hạt giống để chống nấm, bảo vệ hạt giống và kích thích nảy mầm. Từ kết quả nghiên cứu thu được, công ty đã cho ra đời dòng sản phẩm phân bón lá cao cấp LS Chitosan, LS Chitosan 1, LS Chitosan 2, LS Chitosan 3, LS Chitosan 4. Có thành phần chính là Chitosan kết hợp vi lượng và vitamin, tương ứng với các giai đoạn phát triển của cây trồng từ khi hình thành rễ, vọt chồi, ra hoa, kết trái. Sản phẩm phân bón lá LS Chitosan Long Sinh với lợi thế cạnh tranh là nguồn nguyên liệu vỏ tôm tươi từ các nhà máy thủy sản lân cận và Chitosan được sản xuất ngay tại nhà máy Long Sinh qua một dây chuyền khép kín từ thô sơ đến hoàn thiện nên cho ra Chitosan có chất lượng tốt, giá thành thấp, đồng thời chủ động được nguồn nguyên liệu đưa vào sản xuất phân bón. Vì vậy, tránh được vấn đề thiếu hụt nguyên liệu hay giá thành cao từ nguồn nhập khẩu. Những sản phẩm đầu tiên đã được đưa ra thị trường và được bà con nông dân đón nhận bởi những chất lượng ưu việt của sản phẩm nâng cao năng suất cây trồng. Vườn táo của tôi là như mọi năm trước mà chưa có sử dụng cái sản phẩm của Long Sinh thì cái năng suất nó cỡ 50 tấn trên một hectare. Thì khi mà từ ngày mà sử dụng sản phẩm Long Sinh đó thì có thể nó tăng thêm được 5 tấn nữa. Ví dụ 55 tấn, 57 tấn trên một hectare. Mà cái chất lượng của cái trái táo thì nó ngọt hơn. Ngọt hơn, cái da trái táo nó bóng, nó sáng đẹp hơn. Cho nên ra thị trường người ta chuộng, khách hàng người ta chuộng nhiều hơn. Chitosan, sản phẩm của sự vững bền,